mẹ tôi xuất viện về nhà, bà Hiếu lại niềm nở chạy sang hỏi han bệnh tình. Bà ta ngồi cạnh mẹ, xoa tay thân mật, làm tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Bỗng có tiếng xe hơi trước nhà, mẹ bảo chạy ra xem ai khỏi cửa. Bước ra khỏi nhà, tôi nhận ra chiếc xe hơi biển số 78 đậu trước cửa. Hai ông bà già cùng một đôi vợ chồng trẻ ngồi ghế trước. Ông bà già bước xuống xe, cười chào tôi. Tôi chưa nhận ra thì họ đã xoa đầu bảo: "Cô cậu dạo này lớn quá, ngày nào còn bé xíu bác bế trên tay." Chắc là họ hàng về thăm, nhưng nhà tôi chẳng có ai thân thuộc ở miền Trung cả. Đôi vợ chồng trẻ bước xuống sau. Anh chồng trông có vẻ thành đạt, còn cô vợ trông khá xinh xắn, lanh lẹ. Mời họ vào nhà uống nước, mẹ tôi đon đả chạy xuống, hai bên tay bắt mặt mừng. Mẹ tôi bảo đây là vợ chồng bác Sách, ngày xưa cu còn nhỏ, hai bác vẫn hay chăm đấy. Đôi vợ chồng trẻ cúi chào mẹ tôi. Cô gái là con bác Sách, còn kia là anh chồng mới cưới. Cả gia đình đi du lịch rồi ghé thăm nhà tôi. Tôi không có ấn tượng gì về họ, ngoại trừ cái giọng của cô con gái. Thậm chí tôi có phần hơi sợ, vì nó đúng là giọng của người mà tôi hay mơ thấy. Không thể nhầm lẫn được, là giọng nói của một người, nhưng chị này trông cao ráo mảnh khảnh hơn người tôi thấy trong mơ. Sau câu chuyện giữa mẹ và những người kia, tôi được biết chị này tên là Trâm. Gia đình chị Trâm ở Phú Yên. Chị là em gái chị Đào, người mà ngày xưa thời sinh viên từng trọ ở nhà tôi. Quay sang câu chuyện về chị Đào. Gia đình chị Đào ngày xưa còn khó khăn. Khi chị đỗ đại học, bác Sách dẫn chị đi chung quanh khu đại học Đà Lạt tìm nhà trọ và được mẹ tôi giúp đỡ. Chị Đào rất ngoan ngoãn và siêng năng. Ngoài thời gian học ra, chị còn phụ giúp mẹ tôi làm việc nhà lúc rảnh rỗi. Cả nhà tôi quý chị Đào lắm, nên vẫn thường hay nấu cơm mời chị ăn và còn chẳng lấy tiền ở trọ. Năm 94, nhà tôi xây nhà lên thêm 2 tầng nữa. Khi đó tôi đã đủ lớn để nhận thức được mọi chuyện xung quanh. Trong ấn tượng của tôi, chị Đào rất tốt. Có lần chị dẫn 2 chị em tôi đi học khi ba mẹ có công việc bận. Chị thường đùa nghịch và rất chiều chuộng tôi. Khi nhà tôi hoàn thành, cả nhà chuyển lên tầng ở trên, còn phía dưới định sẽ cho thêm sinh viên ở trọ. Khi ấy chị Đào ở một mình lầu dưới. Đêm đó Đà Lạt rét, mưa gió rất lớn, và chuyện không hay đã xảy ra. Chị Đào đi làm về trễ, chị trượt té cầu thang. Đến sáng, cả nhà tôi mới phát hiện ra thì chị đã ra đi. Có lẽ vì mất nhiều máu mà không ai kịp phát hiện. Nhà tôi thương chị lắm, như mất mát trong nhà vậy. Lúc nhà còn bé, quây quần như 3 chị em. Khi nhà xây lên lại tách chị Đào ra ở tầng dưới. Lúc chuyện vừa xảy ra, tôi còn hay dỗi ba mẹ vì xây nhà cao nên gây ra cái chết cho chị Đào. Nhưng thời gian cũng trôi qua, mọi chuyện cũng đã ổn. Nay ba mẹ chị Đào đến nhà chơi và dẫn chị Trâm cùng chồng mới cưới ra mắt. Chuyện qua lâu nên chẳng ai nhắc đến chị Đào cả. Chỉ còn tôi suy nghĩ, thẫn thờ một lúc rồi lại giật mình. Bà Hiếu nãy giờ ngồi trò chuyện với mẹ đã về từ khi nào rồi? Trong khi nãy giờ
Cửa ngõ chỉ đón người vào chứ đâu có ai đi ra. 3 ngày nay, gia đình bác Sách và vợ chồng chị Trâm ở nhà tôi chứ không ở khách sạn. Vì nhà cũng lớn mà lại mùa du lịch nên rất khó tìm chỗ ở. Nhà có khách, bà Hiếu cũng chẳng sang chơi. Còn tôi bắt đầu mơ hồ về người con gái trong giấc mơ mấy hôm trước. Có lẽ đó là chị Đào. Chị đang cố gắng nói với tôi điều gì đó. Hôm đó, tôi quyết định xuống bếp, đem tấm thảm bà Hiếu cho quẳng vào sọt rác. Dùng rượu thay, bậc cầu thang bên dưới tấm thảm đầy những vết đen. Nó chi chít như vậy cả trông rất kinh tởm. Tôi lấy xà phòng chà đi chà lại, nhưng những vết đấy chẳng hề biến mất. Tôi phải lấy nồi rẻ khác để che lên, bởi vì trông vào cái vết loang lổ kỳ lạ đó, hẳn ai cũng phải rùng mình. Ngày cuối cùng bác Sách ở nhà tôi, mẹ tôi bảo cả nhà làm bữa ăn để mai tiễn các bác về Tuy Hòa. 3 ngày du lịch chắc cũng mệt. Các bác ở nhà cùng chị Trâm và gia đình tôi nấu bữa cơm chia tay. Mẹ và bác gái cặm cụi dưới bếp, bác trai, ba tôi và anh chồng chị Trâm ở trên lầu xem tivi nói chuyện. Nấu nướng xong, mẹ gọi tôi xuống bê cơm lên. Khi xuống tôi thấy chị Trâm đang lau cầu thang. Chị bảo thấy vết bẩn sẵn tay chùi luôn. Và lạ lùng thay, chị Trâm đã lau sạch vết đen mà hôm nọ tôi cố gắng đến mấy cũng chẳng thể chà sạch. Xuống bếp thấy vợ bác Sách đang rơm rớm. Bác bảo cái gương trong bếp là của chị Đào ngày xưa dùng. Nó làm bác nhớ cô con gái quá. Đêm hôm bác Sách về, tôi lại nằm mơ. Tôi thấy người con gái hôm nọ dắt tay ra vườn và lấy tấm thảm đen của bà Hiếu đem ném vào đống lửa đang cháy. Sau đó cô đi vào bếp và dựng chiếc gương lên. Xong việc, cô gái xoa đầu tôi đi vào nhà, bước đến chân cầu thang rồi nằm xuống. Tôi tỉnh giấc và biết chắc người con gái trong mơ là chị Đào. Chị đang cố mách bảo tôi. Thay vì cảm giác sợ hãi như những lần trước, đêm đó tôi háo hức đợi đến sáng và sẽ làm theo những gì tôi nhìn thấy trong mơ. Sớm tinh mơ, tôi đã xuống bếp dựng cái gương đang nằm úp lên, rồi ra vườn dọn lá cây rụng gom vào một góc rồi đốt. Sau đó tôi không quên quay vào sọt rác, lấy cái thảm của bà Hiếu cho ném luôn vào lửa. Cái thảm cháy mùi hôi thối kinh khủng, như mùi chuột chết vậy. Từ sau hôm đó, tinh thần của gia đình phấn chấn hẳn lên. Lọ thuốc khớp bà Hiếu cho cũng đã hết. Thay vào đó, mẹ uống thuốc trị khớp của chị tôi mua. Mẹ tôi không còn đau gối nữa và đi tập thể dục sáng sớm đều đặn. Bà Hiếu cũng chẳng bao giờ sang thăm nữa. Mẹ nói, hôm bác Sách tới nhà, bà Hiếu lên là để chào mẹ, dọn đồ chuẩn bị qua Úc định cư. Những chuyện kỳ lạ hay bệnh tật không còn xuất hiện trong nhà tôi nữa. Ba tôi về Đà Lạt nghỉ lễ cách đây 4 ngày và vừa gọi điện thoại cho tôi để kể chuyện. Hôm rồi căn nhà bà Hiếu ở, có 2 thanh niên đến. Đó là con của chị gái bà Hiếu. Nó đem hoa quả đến thắp nhang. Thấy thế, mẹ tôi cũng sang hỏi chuyện vì lâu ngày chẳng thấy tin tức của bà Hiếu. Hai đứa nó kể, hồi trước vẫn hay về Việt Nam để thăm cô, nhưng sau khi cô nó nạn mất, đây là lần đầu tiên tụi nó về Việt Nam hương khói. Bà Hiếu bị tai nạn và mất từ năm 2007. Vậy mà trong 3 năm gần đây, hàng xóm vẫn thấy đèn nhà sáng. Bà Hiếu đi loanh quanh trong xóm hỏi han. Vong hồn của bà Hiếu chẳng được ai chào đón, trừ mẹ tôi, nên bà hay lui tới nhà. Có lẽ không phải vong tốt nên bà gây ra nhiều chuyện kỳ dị và bệnh tật trong nhà tôi. Cũng may có chị Đào giúp đỡ, nếu không chưa biết còn tai họa nào nữa sẽ xảy ra. Vì câu chuyện là hoàn toàn có thật, vậy nên xin các bạn đã nghe, nếu không tin cũng đừng nên báng bổ những người đã khuất.